Cậu lạc đà tên là Tem này hiện thời đang bị một kẻ bạn học là động vật ăn thịt truy đuổi. Sau một hồi tháo chạy không thành thì bị hắn ta dồn vào đường cùng tại câu lạc bộ kịch. Trước khi bị tên sát nhân xuống tay ăn thịt, cậu chỉ biết la lớn trong tuyệt vọng. Sáng hôm sau tin tức về chuyện Tem bị sát hại đã lan truyền khắp các mặt báo. Các học sinh động vật ăn cỏ lúc này đang cảm thấy vô cùng hoang mang trước thông tin này. Phe học sinh ăn cỏ liên tục chỉ trích và tỏ ra nghi ngờ các bạn học ăn thịt bởi họ là những người có khả năng gây nguy hiểm. Cô cừu eo sau khi họp xong ở câu lạc bộ kịch thì ra về cùng với bạn trồn của mình. Trong lúc eo đang chuẩn bị vào ký túc xá thì cậu sói Lego si chậm chậm tiến lại gần từ đằng sau khiến cô thất kinh hồn vía. Eo rút cây kéo trong túi ra và tự vệ nhưng Lego si không hề có ý định hãm hại cô mà đưa cho eo chiếc thư tình. Thì ra cậu đã thay mặt tem hoàn thành di nguyện của người bạn quá cố đó là trao bức thư tình tới tay eo. Cô xin lỗi Lego si vì đã nghi ngờ và nói những lời quá đáng với cậu. Sáng hôm sau Lego si đang tặng hoa viếng cho người bạn tem của mình thì siêu sao trong trường là tiền bối hư ít cũng xuất hiện. Anh ta bảo với Lego si rằng mình có việc muốn nhờ cậu và dẫn Lego si tới văn phòng của Louis. Trong lúc cô thỏ trắng ha đang tới hoa thì bị hai bạn trồn cùng phòng ném sách và thậm chí là cả ga giường xuống vườn hoa của cô. Thậm chí khi ha đang kéo lê lết chiếc ga giường của mình thì cũng không có một ai muốn giúp cô cả. Cả lúc ăn ở canteen ha du cũng không thể tìm được một chỗ ngồi cạnh bất kỳ ai nên cô đành phải ra ngoài ngồi ăn một mình giữa chừng thì đám thỏ do ả thỏ lông trắng đen thuộc giống ha le Queen cầm đầu tới gây sự với ha lấy cớ là bị ha du giật bồ, ả hất vang khay thức ăn của cô và tặng ha thêm một số nước lúc này louis đã dẫn legosi tới văn phòng của anh tại đây anh thông báo với cậu rằng joe sẽ thế chỗ đã khuyết của tem trong đoàn kịch đột nhiên cai bước vào và gặng hỏi louis tại sao lại để joe thay thế vị trí của tem thay vì cậu tuy nhiên louis chỉ nói rằng cai đã bị đuổi khỏi đoàn kịch và chuyển xuống bộ phận hậu cần với legosi Louis cho rằng cai hoạt động ở mảng diễn xuất đã 2 năm rồi nhưng không tài nào không khá lên được đã vậy còn mắc tới hai lỗi nghiêm trọng. Vậy nên cậu ta không có tài năng đủ để thế chỗ của tem. Cai tức giận toan đấm Louis một cú thì bị Legosi chặn lại. Legosi dương nanh gầm một tiếng dọa cai bỏ chạy. Louis yêu cầu Legosi hãy canh gác ở bên ngoài hội trường để anh và Joe lẻn vào trong tập giật lần cuối trước buổi diễn. Cô thỏ trắng Hazu lúc này đang thay quần áo trong nhà vệ sinh nữ. Hazu thở dài khi mình phải sống một cuộc đời là động văn ăn cỏ. Vì sở hữu vẻ ngoài nhỏ bé yếu đuối nên cô thường được các anh trai tiếp cận và tán tỉnh. Tuy nhiên khi phát hiện ra mọi thứ là ảo ảnh thì họ lại rời đi. Legosi đang loanh quanh trước hội trường và canh gác cho lưu cùng với dè thì đột ngột cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong không khí. Ngay lập tức bản năng di truyền của tổ tiên loài thú ăn thịt trong người Legosi trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hazu quay người lại và nhận ra cái bóng của Legosi đang lao tới. Legosi ôm chầm lấy Hazu trong màn sương mù của học viện. Lúc này Legoshi đang ghi chặt cô thỏ trắng Hazu trong lòng mình. Cảm nhận hơi thở ấm áp cùng dáng vóc nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Legoshi tỏ ra vô cùng bối rối. Cậu giờ đây đang phải đấu tranh chống lại bản năng săn mồi mà đã kiềm nén từ lâu. Ngay khi Legoshi toan nhe nanh chuẩn bị sực ha thì cậu dê, dê chạy ra và nhắc tên Legoshi. Legoshi buông tay và để ha du chạy đi mất với một vết cào trên cánh tay trái của cô. Thì ra vì hội trường quá tối nên trong lúc Zoe đang tập dượt với Louis đã làm cả hai bị ngã. Rê thì không sao nhưng Louis vì bảo vệ cậu mà bị chật khớp chân. Rê lo lắng rằng chẳng may Louis có làm sao thì buổi diễn sẽ bị hủy mất nhưng Louis gạt qua một bên và cho rằng mình không sao cả. Anh cũng quay sang và cảm ơn Lego Si vì đã túc trực bên ngoài. Sáng hôm sau Lego Si tỉnh dậy trong phòng ký túc xá và được đánh thức cùng những người bạn chó khác của mình. Cậu cùng họ tới căn tin của trường và chuẩn bị cho bữa sáng. Học sinh ở trường này phải ăn ba lần một ngày tại căn tin tự phục vụ. Vì thế giới hiện tại ban hành luật pháp cấm ăn thịt dưới mọi hình thức nên ở đây chưa bao giờ có trong thực đơn hay tại bất kỳ nhà hàng nào khác. Thay vào đó họ cân nhắc hương vị và dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu của tất cả. Nhìn thấy bữa ăn là chiếc bánh mì ngọt trên bàn, Legacy lại nhớ tới bộ lông mềm mại của cô thỏ Ha dù tối qua. Những suy nghĩ đen tối trong cậu liên tục xuất hiện và lên đến đỉnh điểm khi hai học sinh ăn thịt khác trong căng tin bắt đầu gây hấn và đánh lộn với nhau. Legacy quyết không nhắm mặt làm ngơ nữa mà trực tiếp thét lớn yêu cầu cả hai dừng lại tên học sinh tiến lại gần cậu và tỏ ra vô cùng hung hăng đòi đánh nhau với cả Legosi. Trong lúc cậu đang bối rối vì không biết phải làm gì sau khi vạ miệng thì Louis đã xuất hiện và giải thế khó cho cậu. Anh ta nói với Legosi rằng coi như mình đã trả ơn cậu tối qua vì đã giúp Louis canh cửa hội trường. Louis gặng hỏi có phải Legosi chỉ đang cố tỏ ra yếu thế hơn tên học sinh ban nãy vì không muốn đánh nhau. Anh ta mỉa mai cậu là một con sói tệ hại rồi nhanh chóng rời đi. Louis lúc này đang tập diễn cùng các bạn diễn khác ở trên sân khấu bất chấp cơn đau thấu xương ở chân của anh cậu đoán rằng hẳn là Louis hiện tại đang gánh trên vai mình rất nhiều áp lực cậu lạc đà trong bộ phận hậu cần nhờ lego si tới câu lạc bộ hoa của trường để xin một ít hoa về trang trí màn kết câu lạc bộ kịch lego si sau đó đi cùng một bạn thú ăn kiến nhưng cậu thú ăn kiến lại đánh bài chuồn rồi lủi đi và để lại lego si đối diện với hội trưởng câu lạc bộ hoa một mình thì ra ha du chính là hội trưởng Cô đồng ý tặng hoa cho câu lạc bộ kịch tuy nhiên đổi lại Lego Si phải giúp cô bê mấy chậu cây vào vị trí cần sắp xếp. Hazu sau đó rủ Lego Si vào căn gác nhỏ và mời cậu dùng bữa nhưng Lego Si không muốn ăn mà chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với Hazu về chuyện tối qua. Hazu thấy Lego Si có vẻ trầm ngâm nên hiểu nhầm là cậu cũng giống bao nhiêu gã trai khác muốn làm chuyện đó với cô nên trực tiếp cởi quần áo xuống và tiến lại gần Lego Si. Cậu thỏ nói rằng gần đây mới quen được một em thỏ lùn vô cùng dễ thương và có bộ lông trắng muốt linh dương nghe vậy liền nhận ra và nói rằng đó là ha du cô thỏ trắng lẳng lo sẵn sàng ngủ với bất cứ gã con trai nào trong trường không phân biệt là động vật ăn thịt hay ăn cỏ lúc này lego si đang phải đối mặt với ha du trên người không một mảnh vải lego si sau đó choàng cho ha du một cái khăn và ba chân bốn cẳng bỏ chạy đi để lại cô thỏ ngơ ngác một mình bạn thú ăn kiến sau đó tìm thấy lego C ở cuối hành lang với dáng vẻ hốt hoảng nên tỏ ra vô cùng lo lắng cậu ta nói rằng đám động vật ăn cỏ đang đồn ầm những tin xấu về cô thỏ ha du lẳng lơ cậu ta thở phào nhẹ nhõm sau khi biết Legosi không bị Ha Du thịt. Về phần Legosi cậu lại cho rằng Ha Du không thể gọi là lẳng lơ được và mọi người không thể đánh giá cô gái này chỉ bằng một từ khóa. Ngày hôm sau, Louis được hiệu trưởng trường Che Ton sướng tên và trao cho danh hiệu giải thưởng danh dự trường. Ông cũng bày tỏ lòng phấn khích muốn được xem màn kịch biểu diễn của câu lạc bộ kịch do cậu làm hội trưởng năm nay. Lúc này cậu cầy cai đang tám dóc với Legosi trong lúc cả hai chỉnh sửa lại các thiết bị đèn pha chiếu sáng cho nhóm diễn xuất. Kai nói với Legosi rằng mỗi thành viên ở câu lạc bộ kịch này đều có những xuất thân vô cùng thú vị và khác người. Ngay cả cậu cũng là một con cầy bị cha mẹ bỏ rơi và được một gia đình linh cầu nuôi dạy. Hội trưởng câu lạc bộ báo chí đang khiển trách các thành viên vì chụp được một bức duy nhất từ phía sau lưng của Louis. Cậu ta yêu cầu mọi người phải chụp cận mặt Louis vì đám con gái trong trường vô cùng yêu thích gương mặt điển trai đó. Các thành viên câu lạc bộ báo chí sau đó liền nghĩ ra một cách đó là sẽ tìm sơ hở của Louis khi cậu mắc sai lầm trong lúc diễn xuất để chụp ảnh. Nếu làm như vậy thì họ sẽ có tin tức vô cùng sốt dẻo và báo trường nhất định sẽ bán vô cùng chạy. Lúc này Louis đang gục ngã trên nền đất. Đột nhiên Legosi đẩy cửa vào và bắt đầu trình bày về các đề xuất của bộ phận hậu cần. Louis nhìn thoáng qua cử chỉ khi nói chuyện của cậu là biết Legosi đang tỏ ra luống cuống. Anh lại gần và chụp lấy mỏ Legosi yêu cầu cậu hãy cho anh ta thấy răng nanh của mình. Nghe được điều này thì Legosi vô cùng bối rối vì luật pháp quy định động vật ăn thịt không được nhe nanh trước động vật ăn cỏ. Tuy vậy Louis vô cùng tức giận vì anh không thích bị coi là động vật ăn thịt yếu đuối. Legacy bỏ chạy sang một bên và nói rằng sẽ không có gì hay ho khi một con sói tỏ ra mạnh mẽ hay hung dữ cả. Nhưng Louis thì khác. Việc anh ta trở nên mạnh mẽ có ý nghĩa rất lớn với các loài động vật ăn cỏ khác. Ngày hôm sau Louis bắt đầu màn động viên của mình với các thành viên trước khi buổi diễn được bắt đầu. Diễn xuất của anh ta trong cả phần biểu diễn tỏ ra vô cùng quấn hút người xem. Ngay khi rèm vừa hạ màn thì cũng là lúc Louis gục ngã trong vòng vây của những thành viên khác. Louis tỉnh lại trong phòng y tế và bị vây quanh bởi thành viên của câu lạc bộ kịch. Ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng. Tuy nhiên vai diễn Adler ngày mai của cậu ta thì nhất định phải tạm dừng vì y tá bảo rằng chân cậu đã bị gãy. Louis tức giận vì bị các thành viên trong đoàn kịch thương hại. Cậu quyết định để hổ Bill làm người diễn thế vai Adler của mình. Bill sau đó rất khoái chí khi được làm vai chính của buổi biểu diễn. Tuy nhiên vì cậu ta từ một vai phản diện nhảy qua nên hiện giờ vị trí cũ của Bill đang bị trống. Thế là Legosi được chọn vào vai phản diện để lấp đi chỗ trống đã khuyết. Tuy nhiên Legosi vốn là một con sói hướng nội trầm tính, cậu tỏ ra khá ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên Legosi xuất hiện trên sân khấu sau 4 năm tham gia câu lạc bộ kịch. Bill vô cùng phấn khích khi được bung sức đánh hết mình với Legosi. Suy si cho cùng thì cậu ta cũng là một con sói xám và Bill thì không thể nào dùng toàn lực đấu với một con hươu đỏ như Louis được. Tối đó trên đường về cậu gặp lại El. El nói với Legosi rằng Bill vốn là người có tính cách như vậy. Thực ra cậu ấy đang rất lo lắng nhưng lại không thể hiện ra bề ngoài mà thôi. Eo nói với Legosi rằng hãy cổ vũ cho Bill vào ngày mai theo cách riêng của cậu. Ngày hôm sau Louis với đôi chân băng bó đã tìm đến gặp Bill. Anh nói với cậu hổ rằng hãy hợp tác một chút với cậu sói kia. Khi được hỏi phải chăng Louis có hứng thú với Legosi thì anh nói rằng Legosi luôn buộc mình phải đứng về phe của kẻ yếu. Và chính điều đó khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong khi đó Bill lại là một người hoàn toàn đối lập. Cậu ta tự tin và tự hào khi được sinh ra là một động vật ăn thịt cỡ lớn. Bill đến phòng chờ tìm gặp Legosi. Đột nhiên cậu nhanh chóng nhận ra trên người Bill phảng phất một mùi hương quen thuộc. Bill sau đó bị Legosi bám theo vào tận nhà vệ sinh, thì ra mùi hương mà Legosi ngửi thấy chính là lọ máu thỏ mà Bill mang trên người. Cậu ta nói rằng mình đã được một tiền bối xấu xa tặng cho thứ này để sử dụng vào những dịp quan trọng như buổi diễn hôm nay. Tất nhiên nó cũng không phải là từ máu của các học sinh trong trường rồi. Nhìn thấy khuôn mặt của Legacy toát lên rõ rệt sự giận dữ. Miu chất vấn phải chăng Legosi cũng đã từng ngửi thấy mùi máu thỏ trước đây. Cả hai bắt đầu lao vào vật nhau, Miu đẩy Legosi vào tường và nói rằng kẻ chỉ biết chui rúc trong bóng tối. Dấu nanh dấu vuốt như Legosi thì không bao giờ hiểu được cậu ta. Miu sau đó rời đi và bỏ mặc Legosi lại một mình. Lúc này Miu đang diễn vai của Adler trước mặt vô số người xem. Tuy có phần run rẩy trước áp lực mà vai chính đem lại nhưng cậu ta vẫn đang làm khá tròn vai cho đến khi Legosi chạy từ cánh gà lên sân khấu và đè Bill ra đấm cho mấy phát trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bill bất thình lình chụp lấy nắm đấm của Legosi và vùng dậy. Cậu ta sau đó cào một vết thật lớn trên lưng Legosi. Chất vất cậu vì cũng từng tấn công một con thỏ mà giờ đây lại ra vẻ cao thượng hơn người khác. Ngay vào lúc này Louis từ cánh gà xuất hiện và lượm chiếc mặt nạ của Adler rồi đuổi đánh Bill. Anh yêu cầu Bill hãy tạm đóng vai phản diện rồi sau đó cùng Legosi hạ màn thành công trước vô vàn tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người. Jack cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải nghe và thấy việc buổi diễn tối qua bị xuyên tạc đi quá nhiều so với sự thực. Jack nói rằng Legosi thật thông minh khi tránh căng tin hay quầy bán hàng trong hôm nay vì tin tức về cuộc ẩu đả của cậu đã leo lên tận trang nhất và trở thành tin chính của trường. Tuy nhiên trái ngược với vẻ phấn khích của cậu bạn chó mình, Legosi vô cùng xấu hổ khi lại đi gây thêm rắc rối cho tiền bối Louis. Cậu nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua ngay sau buổi diễn diễn ra thành công. Nhóm diễn xuất đã quyết định đình chỉ hai người một thời gian. Đột nhiên đám fan girl cùng thành viên câu lạc bộ báo chí xuất hiện và xin hỏi phỏng vấn về buổi diễn ngày hôm nay. Và khoảnh khắc đó Legacy đã thấy Luis thể hiện cảm xúc của anh ấy như một thiếu niên 18 tuổi. Luis sau đó rút lại lời anh ấy vừa nói một cách nhanh chóng và quyết định để Bill cùng Legacy quay trở lại nhóm diễn xuất. Jack nhận ra thái độ của cậu có phần kỳ lạ nên gặng hỏi Legacy phải chăng là đang buồn vì vụ ẩu đả ngày hôm qua. suy si cho cùng thì cả hai cũng là bạn được mấy năm rồi nên việc Jack dễ dàng nhận ra ngày hôm qua Legacy không diễn là điều dễ hiểu. Legoshi thú nhận rằng ngày hôm qua cậu có chút bực tức với Bill và đã vô thức hành động theo bản năng. Z động viên bạn của mình và cho rằng điều đó là hoàn toàn bình thường với mọi người, đôi lúc ai cũng sẽ có những khoảnh khắc bộ phát như thế. Thầy Bồ Nông thông báo với các thành viên câu lạc bộ kịch rằng năm nay họ sẽ lại được tham dự lễ hội sao băng. Nhóm nghệ thuật dự đoán rằng sắp tới họ cũng sẽ có nhiều việc cần phải làm để chuẩn bị cho lễ hội sao băng này đây. Trong khi các bạn khác lo lắng cho đống công việc mà họ phải đảm nhận sắp tới thì Legoshi đột ngột xin tách nhóm để chạy tới gặp Hazu. Ha Du lúc này đang bị đám thỏ Ha Le bắt nạt. Ngay vào lúc cô đang đứng lên chửi khô máu với tụi thỏ thì Legosi xuất hiện khiến bọn chúng chạy mất dép. Legosi sau đó cùng với cô thỏ Ha dùng bữa tối cùng nhau. Tuy nhiên việc một động vật ăn thịt và ăn cỏ ngồi cạnh nhau và dùng chung bữa tối là điều vô cùng kỳ lạ. Về phần bản thân hai người đều cảm thấy có một khoảng cách lớn chia cách cả hai với nhau. Legosi lúc này đầu dối như tơ vò mặc dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng không sao mở mồm ra được. Trên đường về Ha vô tình làm bung quai giày của mình. Legoshi cúi xuống giúp cô gắn chúng lại. Vào khoảnh khắc này cậu mới nhìn trực tiếp đôi mắt to của Hazu, Legoshi quyết định rằng từ nay cậu sẽ ở gần cô nhiều hơn để được thấy nụ cười và đôi mắt của Hazu. Trước bình minh sáng nay trên phố Iguni đã diễn ra một vụ sát hại dã man động vật ăn cỏ. Nghe được tin tức này các học sinh trong trường hay thậm chí là bạn bè động vật ăn cỏ của Legoshi bắt đầu trở nên xa lánh cậu và rách hơn trên đường đi qua hành lang cậu phát hiện hai học sinh đang trêu ghẹo một cô sói nâu vì bản tin sáng nay. Legacy đắn đo một hồi không biết nên giúp cô bé như thế nào đành ra nhận mình là anh trai của sói nâu. Hai tên học sinh kia không muốn chuốc thêm phiền phức vào người nên đành bỏ đi. Legacy sau đó hỏi thăm sói nâu Chuno và được biết cô bé chính là thành viên mới trong đoàn kịch của mình. Thầy bồ nông nói với các học sinh lớp 11 rằng họ sẽ được phân nhiệm vụ đến tòa thị chính để chuẩn bị cho lễ hội sao băng vào chiều mai vì gần đây đang diễn ra các vụ án ăn thịt động vật ăn cỏ nên hoạt động của họ sẽ bị giới hạn trong một thời gian dài. Như vậy cũng có nghĩa là chỉ có các động vật ăn thịt trong đoàn kịch là được ra ngoài trường. Louis cũng cảnh báo các động vật ăn thịt tuyệt đối không được bén mảng tới khu chợ đen. Ngày hôm sau cả bọn Legosi cuối cùng đã ra ngoài trường để tới tòa thị chính. Tối đó cả nhóm tìm đường quay trở lại trường. Vì không quen với đường xá nên nhóm Legosi nhanh chóng bị lạc tới trước cổng chợ đen. Tại đây nhóm bạn gặp phải người đàn ông là động vật ăn cỏ đang giao bán những ngón tay của mình với giá 70.000 đồng. Trái ngược với Lego cố giữ cho mình tránh xa khỏi bản năng ăn thịt. Hồ Biêu cảm thấy vô cùng phấn khích với việc mua bán hàng cấm này và đề nghị chia tiền để cả nhóm mỗi người có thể cắn một miếng trên ngón tay của ông lão. Lego si không chấp nhận được chuyện đi ngược lại với cách sống của cậu đành ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi đó. Trên đường đi cậu băng qua không biết bao nhiêu là gian hàng thịt tươi thịt nướng khứ giác nhạy bén từ mũi của Legacy khiến cho cậu càng thêm phần thèm khát. Legacy dựa đầu vào một bức tường, nước dãi từ miệng cậu không ngừng chảy ra. Legacy sau đó gục ngã trên nền đất và được Gohin một ông chú gấu trúc nhặt về nhà của mình. Ông chú gấu trúc kia bắt đầu tra khảo và chụp lại các bức ảnh về cậu. Ông ta tự giới thiệu mình là bác sĩ tâm lý ở khu chợ đen này và nói rằng thịt ở chợ đen được bí mật chuyển đến từ các bệnh viện và nhà xác. nhờ có nơi này mà xã hội ngoài kia mới được yên bình. Ông cho Lego si coi các bức ảnh về những động vật ăn thịt không thể chống lại bản năng và giết động vật ăn cỏ. Một vài kẻ trong số đó không thể quên vị thịt và ăn chính cánh tay của mình, vài người khác thì chán ghét bản thân và những gì họ đã làm và tự hủy hoại. Đến lượt Lego si thì ông dán ảnh của cậu lên tường và nói rằng trong số đó lại có một con sói đem lòng yêu một động vật ăn cỏ. Lego si sau đó được thả ra và được Gohin mời uống trà chúc. Gohin nói rằng đã 10 năm rồi kể từ khi ông quyết định sống ở đây. Vì đã nhiều lần suýt chết nên ông đã ăn che và tập cho cơ thể khỏe mạnh hơn để có thể bảo vệ mọi người và trở thành bác sĩ tâm lý của nơi này. Gohin cho rằng bản năng săn mồi hiện tại của Legosi đang bị bóp méo và trở thành cảm xúc lãng mạn. Gohin khuyên Legosi nên chấm dứt mối quan hệ với Hazu trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Trước khi Legosi rời đi, Gohin còn tặng cậu một quyển chuyện sách thỏ như là phương pháp trị liệu cho Legosi. Legosi sau đó gặp lại Aoba. Cậu chim ao ba nói rằng mình đã chạy trốn khỏi đó giống như Legosi sau khi nghĩ đến những người bạn ăn cỏ của cậu. Cô gà mái này tên là Legom, bạn ngồi cùng bàn với Legosi. Legom có một bí mật đó là cô đang làm việc bán thời gian cho canteen với công việc đó là cung cấp những quả trứng của mình. Legom cảm thấy rất vui khi Legosi thưởng thức những chiếc bánh mì kẹp trứng do cô cung cấp vào mỗi thứ tư hàng tuần để nâng cao chất lượng trứng hơn nữa. Legom đã không ngừng ăn uống, luyện tập, giữ chế độ sinh hoạt lành mạnh. Cho đến một ngày nọ, Legosi không buồn ăn bánh mì trứng nữa vào thứ tư hàng tuần. Legom cảm thấy thất vọng khi những quả trứng của mình không còn giữ chân được vị khách hàng thân tín nữa. Cho đến khi cô biết được sự thật đó là Coco Ala ở canteen đã chuyển những quả trứng của Legom sang thứ sáu. Hazu lúc này đang âu yếm lấy chú hươu đỏ Louis. Cô cảm nhận được chú hươu đực này luôn có vẻ buồn bã sau đó ngay cả những lúc hai người đang ân ái. Trông dáng vẻ Louis hệt như lần đầu tiên mà anh gặp Du vậy, quay về quá khứ một chút. Louis quen biết Haju là vào lúc anh đang bị rụng sừng và đầu chảy máu lênh láng. Haju khác hẳn với những cô gái mà Louis từng biết. Cô bé không biết Louis là nhân vật nổi tiếng như thế nào trong trường và cũng chẳng quan tâm tới số tiền mà Louis đưa để giữ bí mật. Haju kéo tay Louis vào trong phòng và băng bó cho anh. Cả hai bắt đầu thân mật với nhau hơn từ đó. Louis lúc này hành sự xong thì đứng dậy và khoác quần áo lên người mình. Anh nói với Haju rằng trách nhiệm của anh là giữ dòng máu này thuần chủng. Vì thế anh đã sớm được sắp xếp vợ chưa cưới cho mình để duy trì dòng dõi gia đình. Ngay khi Louis vừa vạch rèm ra thì đối mặt với anh chính là Legosi. Cả hai tỏ ra vô cùng bất ngờ khi gặp nhau tại căn phòng của Hazu. Louis nói xạo rằng anh ta tới đây là để rủ Hazu tham gia vào lễ hội sao băng sắp tới. Cả hai sau đó rời đi cùng nhau. Về phần Legosi cậu liên tục đưa mũi và đánh hơi được mùi gì đó trên người Louis khiến cho anh ta tức giận mà đẩy cậu sang một bên. Louis trước khi rời đi thì khuyên Legacy hãy thể hiện nhiều tình cảm hơn với chính đồng loại của mình, hãy nói chuyện nhiều hơn với cô bé sói nâu tội nghiệp Chuno. Trong lúc Legacy đang nằm dài trầm ngâm suy nghĩ làm cách nào để thúc đẩy mối quan hệ với Haru thì Chuno bất ngờ xuất hiện bên cạnh Legacy khiến cậu giật mình mà đứng dậy. Chuno than phiền rằng các thành viên trong đoàn kịch có vẻ ghét cả hai vì bọn họ đều là sói xám và cô bé bị giao cho nhiệm vụ nhảy múa. Chuno lúc này được cờ rớt của mình tay nắm tay chỉ dẫn tận tình thì không khỏi giấu nổi sự thổn thức trong trái tim. Tuy nhiên Legosi khá khủ khờ trong khoản đón nhận tình cảm của người khác nên đã vô tình đánh mất cơ hội để làm quen với Juno. Legosi sau đó về phòng và vô cùng xấu hổ khi biết được Jack đã phát hiện ra cuốn tạp chí khiêu dâm của loài thỏ trong lúc đang tìm kiếm cuốn chuyện mà cậu cho Legosi mượn lúc trước. Legosi sau đó thú nhận rằng mình đang trong trạng thái yêu đơn phương Hazu, ngày diễn ra hội sao băng cuối cùng cũng sắp đến. Trong lúc đang tô lại bức tượng khủng long, Legosi phát hiện ra Louis đang thân mật với Hazu từ khoảng cách xa lòng ghen tuông trong Legosi trỗi dậy khiến cậu vô thức bóp nát mấy tuyết màu lúc nào không hay. Legosi vào lúc đó nhận ra rằng mình đã thực sự yêu Hazu. Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị cho lễ hội sao băng, các học sinh trong trường che dinh nhanh chóng ra về trước khi mặt trời lặn để tránh xảy ra những vụ án ăn thịt động vật ăn cỏ giống gần đây. Legosi quyết định chủ động rủ Hazu về nhà cùng mặc dù cậu ta còn hơi ngại ngùng. Hazu thắc mắc tại sao Legosi lại cứ tránh né về việc cô đã cố ngủ với cậu ngay trong lần gặp đầu tiên. Legosi nói rằng mình muốn Haju trân trọng bản thân nhiều như cậu trân trọng ký ức đó và không muốn Haju cho bất cứ làm vậy cả. Haju tỏ thái độ không mấy vui vẻ. Cô bé nói rằng Legosi không hiểu được cảm giác của mình khi lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ việc bị ăn thịt trước cả khi được ai đó yêu. Haju đòi đi chuyến tàu khác nhưng Legosi đã nắm lấy tay cô bé để nói chuyện. Đột nhiên cảnh sát và những người gần đó để ý tới hành động thô bạo này của Legosi và bắt đầu truy đuổi buộc cậu cùng với Haju phải ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cả hai sau đó đã trốn vào một nhà vệ sinh công cộng gần đó và thành công cắt đuôi được gã cảnh sát kia. Hazu và Legoshi sau đó đành ra công viên ngồi tám chuyện với nhau. Tại đây Legoshi quyết định mở lòng nói về sự thật cái đêm mà cậu đã tấn công Hazu. Nhưng chưa kịp nói thì Hazu đã kể trước rằng cô từng bị một động vật ăn thịt suýt nữa cắn xé ra thành trăm mảnh ngay trong sân trường. Vì trời quá tối nên Hazu không thể nhìn rõ mặt mũi của hung thủ. Và vết sẹo trên cánh tay trái của Hazu chính là do từ lần đó mà ra. Tuy vậy nhưng Ha Ju lại vỗ vai Legosi và nói rằng cô không hề cảm thấy sợ hãi khi đi chơi cùng cậu. Ngày hôm sau Louis vẫn như mọi khi đang khiển trách các thành viên khác trong câu lạc bộ vì đã sai sót trong việc tập kịch. Tuy nhiên ngay khi sói nâu no, Chuno vừa mới bước vào thì không khí trở nên hoàn toàn khác đi hẳn. Các thành viên trong câu lạc bộ vui vẻ chào đón và bắt chuyện với Chuno. Chứng kiến cách mà cô bé gắn kết mọi người trong đoàn kịch khiến cho Louis không khỏi ngỡ ngàng. Louis tới tìm gặp Chuno trong lúc cô bé đang ở lại câu lạc bộ để quét dọn. Chuno ngỏ ý nhờ Louis giúp cô tập nhảy cho lễ hội sao băng vào ngày mai. Chuno trong lúc tập dở thì bất ngờ quay sang đè lên người Louis. Cô bé nói rằng mình yêu Legosi và có một lời tuyên chiến với Louis rằng cô sẽ trở thành Bita kế nhiệm và đạt được kỷ nguyên hòa bình cho động vật ăn thịt cũng như cho Legosi. Louis đứng dậy và nhận xét rằng Chuno đã có nhan sắc, còn địa vị thì anh sẽ không để cô bé dễ dàng có được. Và một con sói được là Legosi thì đã thầm thích người khác rồi. Chuno vô cùng thắc mắc không hiểu ý nghĩa của Louis là gì khi anh nói với cô hãy cứ tiếp tục quan sát Legosi và sẽ nhận ra việc chiếm được trái tim cậu ta khó khăn dường nào. Trong buổi tối chuẩn bị cho lễ hội sao băng thì đột nhiên diễn ra hiện tượng mất điện tạm thời. Các học sinh ăn thịt lập tức tạo thành vòng vây bảo vệ cho các học sinh ăn cỏ khác. Legosi chợt nhận ra vẫn còn Haju đang cô độc một mình. Cậu ba chân bốn cẳng đi tìm cô bé. Tuy nhiên khi tìm được Haju thì cô lại bắt giác ôm chầm lấy cậu mà gọi tên Louis. Mặc dù vậy cậu vẫn ân cần hỏi Han Hazu xem liệu cô bé có bị làm sao không. Cảnh tượng này tất thảy đều đã bị Chuno quan sát từ xa. Louis nhớ lại quá khứ khi anh còn là một đứa trẻ 5 tuổi. Louis đã bị bán vào chợ đen để trở thành đồ ăn cho các động vật ăn thịt. Tuy anh không biết nói và đọc nhưng anh hiểu rằng nếu ra khỏi chuồng thì sẽ đồng nghĩa với cái chết. Cho đến một ngày nọ, một người đàn ông bí ẩn đến trước song sắt nơi giam giữ Louis và quyết định sẽ mua cậu sau khi chứng kiến cách Louis đứng lên bảo vệ bạn mình khỏi bị lôi đi. Ông ta sau đó dắt Louis vào một chiếc thang máy dẫn lên tầng chứa toàn những động vật ăn thịt khác. Người đàn ông là động vật ăn cỏ trưởng thành này sau đó đã trao cho Louis con dao để cậu ta tự vệ. Ông yêu cầu Louis nếu muốn sống thì hãy dùng nó giết hết đám người kia. Louis sau đó trong cơn điên loạn đã toan cắt cổ mình tự sát nhưng lại được người đàn ông lôi vào trong thang máy và rời đi an toàn. Ông ta tự giới thiệu mình là Osma, chủ tịch của tập đoàn Hon hùng mạnh. Osma vì không có con nên muốn nhận nuôi Louis và cho rằng người có bản lĩnh như cậu nhất định sẽ thay đổi thế giới này. Quay trở lại hiện tại trong lúc Louis đang viếng hoa cho Tem thì bất ngờ một con báo đốm xông đến tấn công anh ta. Thật may mắn là lúc đó Legacy đã kịp thời ngăn cản cậu ta lại. Cậu báo đốm sau đó thú nhận rằng hiện giờ đang có rất nhiều động vật ăn thịt muốn hạ bệ Louis vì nếu để cậu ta tiến tới trước Beta thì sẽ khiến cho cục diện bên phía động vật ăn thịt bị lung lay. Legacy nghĩ rằng người hoàn hảo nhất cho vị trí của Beta không ai khác chính là Louis, nếu tiền bối của cậu bị nhắm đến thì Legacy phải tiếp tục tập trung bảo vệ cho anh ta và để làm được điều đó cậu đã quyết định sẽ đi tỏ tình với Hazu, mặc dù vậy cô bé thỏ lại giả vờ không muốn lắng nghe lời tỏ tình của cậu. Legacy nắm lấy tay Hazu và hẹn cậu vào tối mai tại lễ hội sao băng. Legacy sẽ bày tỏ rõ tình cảm trong lòng mình với Hazu, đột nhiên một đám người sư tử tóm lấy Hazu từ phía sau và bắt cóc cô bé. Nhóm học sinh phát hiện ra chiếc giày của Hazu bị đánh rơi tại gốc cây liền nhanh chóng đi trình báo cho người quản lý. Thị trưởng sư tử xuất hiện và nói với bọn họ rằng ông sẽ bí mật điều tra cho tới khi tìm ra được cô bé. Tuy nhiên đó chỉ là những lời hứa nhất thời. Ông ta không hề có ý định cho người đi tìm Hazu vì không muốn làm hỏng danh tiếng của mình. Lúc này Hazu đã bị đem đến căn cứ của băng đăng sư tử cc Gumi. Tại đây tên trùng yêu cầu cô bé cởi đồ trên người ra để xem cơ thể của Hazu. Sau đó hắn yêu cầu cô vào ngâm mình trong bồn tắm trước khi làm thịt Hazu. Thị trưởng nói với Louis rằng ông cần phải giấu nhẹn thông tin về chuyện Ha Du bị bắt cóc vì nếu để lộ nó ra ngoài hình ảnh về sư tử thân thiện mà ông gây dựng sẽ biến mất. Cảm thấy không thuyết phục được cậu hưu trẻ tuổi. Thị trưởng đành lấy danh sách những đứa trẻ từng ở chợ đen ra có tên cậu để đe dọa Louis. Louis rời đi và gặp được Legacy. Mặc cho Legacy nói rằng họ phải đi cứu Hazu, Louis nói với cậu rằng mình không thể làm gì được và đôi lúc phải lừa dối ai đó để giữ hòa bình cho thế giới này. Legacy nghe những lời nói hèn hạ này từ miệng của kẻ được Hazu hết mực yêu quý thì không khỏi giấu nổi phẫn nộ. Cậu tuyên bố rằng mình sẽ đi cứu Hazu và cô ấy sẽ thuộc về cậu. Legoshi lúc này đang lang thang trong các gian hàng tại khu chợ đen để tìm kiếm thông tin về băng đảng CC Gumi. Tuy nhiên, mỗi lần cậu đề cập đến bọn chúng là những người xung quanh lại tỏ ra sợ hãi và lảng tránh không muốn nhắc đến băng đảng nguy hiểm này. Legoshi được hai tên động vật ăn thịt dụ vào một con hẻm và bị bọn chúng cướp phí. Ngay vào lúc này, ông chú gấu trúc Gohin đã xuất hiện và thành công giải vây cho Legoshi. Gohin giải thích rằng CC Gumi là một băng nhóm gồm 3 năm con sư tử chuyên đi bắt cóc và ăn thịt các động vật ăn cỏ vô cùng khét tiếng tại chợ đen. Một con sói đơn độc như Legosi thì không thể làm được gì nếu không có ai giúp cả. Mặc dù vậy Legosi vẫn quyết đến xào huyệt của Shishigumi để cứu lấy Hazu. Cậu cho rằng mình cần có nghĩa vụ phải giúp đỡ cô bé thỏ sau khi đã suýt có ý định ăn thịt cô bé trong lần đầu tiên gặp mặt. Legosi lúc này đã tìm tới xào huyệt của Shishigumi. Thật không may cho cậu là tại đây một con sư tử gác cổng đã phát hiện ra Legosi và chĩa súng vào đầu cậu. Legosi đánh hơi và nhanh chóng phát hiện ra mùi của Hazu trên người tên sư tử bản năng hoang dã trong cậu trỗi dậy legosi trực tiếp lao đến rằng co với hắn và cướp cò súng khiến một bên tai tên sư tử bị thương vào khoảnh khắc cậu toan kết liễu tên sư tử bằng một cú đớp ngay cổ họng thì legosi đột ngột dừng lại thật may là có ông chú gấu trúc gò hin đã đến kịp lúc để dứt điểm gã sư tử kia trước khi hắn dùng súng kết liễu legosi cả hai sau đó cùng nhau đột kích vào xào huyệt băng đảng cc gumi và thực hiện kế hoạch tác chiến giải cứu thỏ hazu Tên sư tử biết được điểm yếu của gấu trúc là dây thần kinh tập hợp nhiều tại mõm liền liên tục đấm vào mũi Gohin khiến ông lảo đảo. Cậu sói Le-Go-Si sau đó liền chạy đến đỡ cho Gohin phát đấm và bị gã sư tử nhấn vào tường. Le-Go-Si sử dụng cú thiết đầu công trực tiếp tương thẳng vào sọ đối thủ khiến hắn choáng váng. Gohin nói với Le-Go-Si hãy mau chóng lên tầng trên còn lại cứ để ông lo. Trong khi đó Hazu đang ngồi viết bức thư thuật lại cuộc đời mình trước khi chết. Cô bé sinh ra trong một gia đình thỏ lùn điển hình và là đứa em út thấp bé nhất. Từ nhỏ tới lớn cô luôn được mọi người ném cho cái nhìn thương hại và luôn được những bạn nam khác giới giúp đỡ. Cho tới khi lên giường với người khác, Ha Du mới cảm nhận được rằng mình bình đẳng với họ. Cô bé muốn ai đó nhìn nhận mình như là Ha chứ không phải con thỏ lùn dễ bị tổn thương. Ha Du hối tiếc vì đã không thể nói ra tình cảm của mình với người cô yêu là Louis. Tuy nhiên khi nghĩ đến Legosi, một cậu sói thẳng thắn lúc nào cũng đối xử bình đẳng với cô, Ha lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm lạ thường. Vào khoảnh khắc tên trùm sư tử sắp sửa cắn mất đôi tai của Ha thì Legosi đã phá cửa và xông vào. Cậu ném cho cô bé chiếc áo đồng phục của mình và yêu cầu cô mặc vào rồi quay sang đối đầu với tên sư tử. Lúc này tại ký túc xá, các bạn cùng phòng với Legosi đã tới tìm các thành viên câu lạc bộ kịch để hỏi thăm về tung tích của cậu. Jack phát hiện ra con bọ cánh cứng của Legosi đã chết từ lúc nào. Cậu ta cho rằng đây dường như là điểm gở báo hiệu một điều gì đó đang đến. Lúc này Legosi đang bị tên trùm sư tử áp đảo và cắn vào cánh tay phải của cậu. Legosi tung cước vào cầm tên trùm hất văng hắn ra một bên. Legosi xin lỗi Hazu khi phải để cô thấy cảnh này rồi kích hoạt bản năng hoang dại trong cậu và trực tiếp xông đến tấn công tên sư tử. Legosi sử dụng hàm răng nanh sắc bén của loài sói trực tiếp cắn một phát vào cổ họng của hắn khiến tên trùm bất động tại chỗ. Legosi sau đó được Hazu dìu ra khỏi xào huyệt của bọn Shishigumi tên trùng sư tử lúc này đã tỉnh lại và toan dùng súng lục kết liễu le từ trên tầng thượng đột nhiên lu ít xuất hiện từ phía sau hắn ta và thồn họng súng vào mùng gã rồi bắn mộ phát kết liễu mặc cho tên trùng đã van nài được tha thứ đám lính gác chạy vào và vô cùng ngỡ ngàng trước cảnh tượng này lu ít nói rằng mình đã từ bỏ mọi thứ và sẵn sàng đặt dấu chấm hết và bị ăn thịt tại đây Legosi sau đó tỉnh lại tại một công viên cùng với Hazu. Cả hai sau đó đã đến quán mì dùng bữa tối. Bác chủ quán nói với cả hai rằng chuyến tàu cuối cùng đã đi từ lâu rồi nên sau bữa ăn họ đành nghỉ qua đêm tại một khách sạn tình yêu phục vụ cho các động vật khác giới. Legosi đứng trước khách sạn thì vô cùng bỡ ngỡ. Hazu nói với cậu rằng Legosi không việc gì phải lo cả vì đêm nay bất kể là cậu làm gì thì cũng hoàn toàn đúng. Nghe được điều này chẳng khác nào một bước lên mây với Legosi cả. Cả hai lúc này đang ngồi trên giường, mặt đối mặt với nhau. Legosi và cả Hazu đều tỏ ra bối rối khi không biết phải làm gì. Legosi ôm chầm lấy Hazu và thú nhận rằng mình chính là kẻ đã tấn công cô vào cái đêm hôm ấy tại khuôn viên trường. Hazu cũng nói rằng cô đã sớm biết được điều đó từ lâu rồi và lúc nào cũng tự hỏi liệu Legosi sẽ ăn thịt mình hay đang có ý định gì khác. Legosi sau đó nhẹ nhàng đè Hazu xuống giường và bắt đầu vén áo cô bé lên. Vào khoảnh khắc này Hazu đột nhiên lấy tay chặn mồm Legosi lại. Bản năng nguyên thủy chảy trong người Hazu đang liên tục của trách mối tình sai trái này của cô với một động vật ăn thịt. Hazu xin lỗi Legosi vì đã vô thức theo bản năng mà đẩy cậu sang một bên. Cô nói rằng nếu cố gắng thử lại lần nữa thì nhất định cả hai sẽ làm chuyện ấy được. Legosi nói rằng Hazu nên đi ngủ đi và cậu có thể chấn tĩnh nếu ở một mình. Cả hai người sau đó đã có một giấc ngủ ngon và rời khách sạn vào sáng hôm sau mà không làm gì cả. Lúc này Legosi đang bị giáo viên khỉ khiển trách tại trường vì đã qua đêm với một thỏ cái. Mặc dù cậu đã giải thích sự tình nhưng dường như cô ấy không muốn nhắc tới tổ chức nguy hiểm Shishigumi, sói nâu Chuno bước vào và thăm hỏi Legoshi. Cô bé nói rằng Legoshi có thể sờ người của mình để cảm thấy thoải mái hơn nhưng Legoshi đã từ chối một cách thẳng thừng và bảo là mình ổn. Chuno vừa ra khỏi cửa thì đụng độ phải cô thỏ Hazu. Hazu vừa nói rằng cô không có việc gì khi đến trạm xá cả rồi nhanh chóng rời đi nhưng bị Chuno bám theo tới tận cầu thang. Chuno đánh mũi liên hồi ngửi mùi trên người Hazu và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cô chưa quan hệ với Legoshi. Chuno sau đó rời đi với một lời tuyên chiến rằng cô có thể đánh bại Hazu kể cả không cần phải ăn thịt cô thỏ. Tối đó lễ hội sao băng đã được khai mạc. Thầy bồ nông nói rằng Louis đã mất tích được mấy ngày rồi và mọi người không liên lạc được với anh ta nên hiện tình hình giờ đây đang rất rối rắm và phải trông cậy vào Chuno. Chuno cũng vừa xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ đầm vô cùng lộng lẫy. Cô bé động viên mọi người cần phải giữ tinh thần đoàn kết trong thời gian lưu ít vắng mặt và hãy trình diễn thật tuyệt vời để làm hài lòng các khán giả. Legosi nhận ra rằng sắp tới dường như sẽ có điều gì đó thay đổi. Dù là tốt hay tệ hơn thì mỗi người sẽ tự quyết định. Buổi diễn được bắt đầu với màn nhảy múa của sói nâu no Chuno. Vào khoảnh khắc Legosi và Hazu sắp sửa thổ lộ với nhau thì Chuno đã dắt tay Legosi và mời cậu lên sân khấu. Chuno tuyên dương Legosi trước tất cả mọi người tham quan lễ hội rằng chính chàng sói trẻ này đã dũng cảm dấn thân vào nguy hiểm đối đầu với tổ chức tội phạm khét tiếng để cứu một động vật ăn cỏ khác chuno dẫn legosi đi thắp nến nguyên ước ha du đành buồn bã rời đi sau đó tuy nhiên legosi đã kịp thời bám theo ha đứng trước khung cảnh đêm tối của thành phố đang rực sáng ánh đèn legosi hứa với ha rằng cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ người mình yêu mà không bị đánh bại bởi xã hội hay bản năng của mình các học sinh đang ngồi trò chuyện với nhau về chủ đề các chòm sao hộ mệnh sẽ xuất hiện khi bọn họ được sinh ra. Rắc muốn cho các bạn thấy các vì sao trên trời nên đã chạy về lấy kính viễn vọng. Lúc cậu quay lại thì nhìn thấy trong bóng tối xuất hiện con quái vật sáu mắt xuất hiện trước mắt. Sáng hôm sau kể lại cho các bạn thì chẳng ai tin cậu cả. Lúc này Lego Si nhận được tin nhắn của Hazu hẹn gặp sau giờ giải lao. Hazu an ủi cậu đừng lo lắng về việc đang xảy ra, mặc dù bản thân của Hazu cũng đang gặp chuyện khó khăn. Lego Si muốn giúp đỡ cho cô để cô không bị bạn học bắt nạt nữa. Cô cũng sợ mối quan hệ giữa hai bọn họ bị mọi người trong trường biết nên cũng hay lựa địa điểm ít ai lui tới. Điều này khiến Lego si suy nghĩ rất nhiều vì cậu tưởng hai người đã bước vào mối quan hệ yêu nhau rồi mà cô còn ngại ngùng nên cậu thấy rất phức tạp. Đội của bọn họ đang bàn bạc cho buổi thử vai cho vở diễn mùa thu, nhưng vì Louis mất tích nên bọn họ bàn bạc có nên tìm người thay thế hay vẫn chờ Louis quay về. Phía bên này Đơ Dùng và Mi Guno đi tới nơi xuất hiện hồn ma của Tem và chụp lấy bức ảnh làm chứng cho giác Rằng cậu ấy đã nhìn nhầm nhưng vừa mới giơ điện thoại lên chụp thì cả hai đều bị hù bởi quái vật sáu mắt đó. Hai người họ sợ hãi chạy thục mạng về phòng ký túc xá, sau đó tất cả các bạn đến phòng quảng bá nhờ chuột thông báo cho mọi người vụ có quái vật ở đó. Nhưng chuột cho rằng bọn họ đang làm quá và cũng chẳng có ai thèm đọc. Lego Si cứ nghe âm thanh gì đó rất lạ nên đành ra ngoài tìm hiểu thì vô tình chạm phải Louis, trong khi Lego Si nhảy dựng lên hỏi Louis đã đi đâu hai tháng nay thì Louis có vẻ điềm tĩnh coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Louis đến gặp mọi người và đưa đơn từ chức sau đó anh ấy liền rời đi không lời giải thích khiến tất cả mọi người đều sững sờ lego si đi tới phòng sinh học thì bắt gặp juno cô ấy đã yêu lego si nhưng cậu không đáp lại lời tỏ tình của cô ấy nên cô ấy muốn tránh mặt cậu lego si cảm thấy rất có lỗi nên rủ juno đến phòng sói và xem ánh trăng để cô bình tĩnh trở lại đến nơi thì thấy các bạn sói có vẻ hào hứng và rất vui họ cảm ơn juno về bài diễn văn của cô ở lễ hội sao băng các loài vật ăn cỏ đã không còn sợ sói nữa. Việc Juno trở thành ứng viên của trường tham dự giải bi sờ ta và được mọi người trong trường bàn tán sôi nổi. Lego suy si nghĩ rằng dù cho mọi chuyện xung quanh thay đổi thế nào thì bản thân cậu vẫn sẽ không thay đổi. Cậu vẫn luôn tin tưởng với mục đích sống của cuộc đời mình dù cho nó không có hào quang rực rỡ. Cả một ngày Lego si cứ mãi nghe về tiếng gì đó si si xa xa trong đầu mặc dù các bạn cùng phòng đều không nghe được. Để làm cho mình quên đi cậu liền đi vào phòng giặt đồ nhưng tiếng ồn đó cứ văng vẳng trong tai Lego si nên cậu liền lên tiếng nói chuyện với nó luôn. Lúc này những ám khí đen xuất hiện cả căn phòng rồi đứng trước mặt Lego si khiến cậu cảm thấy rất sợ hãi. Ở buổi họp hội liên hiệp động vật, hiệu trưởng Gon của học viện Chejiton đang bị các quan chức cấp cao trách móc vì trường họ là trường hàng đầu trong số những trường danh tiếng 5 năm qua chưa có ta. Bọn họ cần ông ấy cho ra một ứng cử viên cho ta ăn cỏ. Thành viên hội đồng lại chất vấn ngon về vụ án của tem đã bị ăn thịt nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm là ai. Theo phía cảnh sát thì khó có khả năng vụ đó do một kẻ ngoài trường gây ra. Có khả năng kẻ thủ ác vẫn còn sống trong trường. Các học sinh che di vẫn có nguy cơ phải đối diện với việc bị ăn tươi nuốt sống. Bên này Lego Si đã được nhìn thấy hình dạng thật của quái vật sáu mắt. Đó chính là con rắn khổng lồ. Tưởng rằng Lego Si sẽ hoảng sợ nhưng cậu bận tâm việc đồ mới giặt xong hơi là tiếp chuyện với bà rắn đó. Bà ta giới thiệu bản thân mình là Lục nhãn. Là bảo vệ của ngôi trường này, bà ấy đã chú ý tới Lego Si khi cậu hoàn thành vai diễn quái vật trong lễ chào mừng học sinh mới, rồi bà ta dùng thân mình siết lấy Lego Si, nhưng cậu không sợ hãi mà an ủi công việc của bà. Thấy thế bà ta liền bò đến căn phòng của Tem, Lego Si cũng đuổi theo sau, nhìn thấy di ảnh của Tem ở trước mặt, bà ấy muốn Lego Si sẽ tham gia vào việc điều tra vụ của Tem xem ai là hung thủ đã hại Tem. Trong khi đó phía bên hội trường họp các thành viên hội liên hiệp động vật cũng đưa ra đề xuất người bắt được hung thủ trong việc của Tem sẽ là Bistera. Hôm sau, Zack giúp Lego si liên hệ với El, đó chính là người có tình cảm với Tem. El đưa Lego si đi gặp Ca để hỏi xem trước lúc Tem gặp chuyện có xảy ra chuyện gì hay có nhật ký viết lại chuyện gì đó không. Nhưng tất cả các bạn lạc đà có vẻ kỳ thị loài sói ăn thịt nên nháo nhào phản đối khiến Lego si phải rời đi mà chưa thu thập được gì. Nên cậu đi tìm một người bạn bò hay chạy bộ vào ban đêm để hỏi. Không ngờ tên bò đó lại là người ăn trộm quần áo thể dục của các bạn ở ký túc xá mấy ngày nay nên vô tình Legoshi bắt được hắn và lập được công lớn. Sau đó ca cũng đến đưa cuốn nhật ký của tem cho Legoshi. Cậu nghiên cứu đọc kỹ từng trang và quyết tâm sẽ dùng sức mạnh của mình để tìm ra sự thật. Trong khi đó, băng đảng hoạt động ở chợ đen đang cố gắng thuyết phục ông rùa đó chia một nửa lợi nhuận từ việc ông ấy làm. Phần còn lại bọn họ sẽ hết sức bảo vệ ông ta khỏi băng đảng khác quấy phá trong chợ đen. Lui lúc này đã trở thành đại ca của Shisugumi đến thuyết phục ông rùa đó. Dù ông ấy là chủ tiệm xé thịt hương, nhưng Louis không quan tâm chuyện này, vì đối với cậu, thế giới này không phải chia thành hai loại thú, động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt, mà chỉ có kẻ thắng và kẻ thua mà thôi. Louis nhất định sẽ khiến loài ăn thịt phải chịu thua. Lời căn dặn của bà Lục Nhãn cứ văng vẳng trong đầu Legosi, cậu nghĩ hung thủ có thể là một loài ăn thịt bình thường vào học ở trường này. Đột nhiên Legosi nhắc đến việc mình đang để tâm đến vụ của Tem, ẩn ý rằng người có thể tiếp cận cậu ấy chỉ có thành viên trong đội kịch và nhất định là thú ăn thịt. Điều này khiến cho Bill cảm thấy rất tức giận, cho rằng Lego Si chỉ là một con sói biến thái chơi trò tình yêu với Hazu. Lesoji và Bill muốn lao vào đánh nhau cho ra lẽ nhưng lúc này Pina xuất hiện khiến cho cuộc ẩu đả bị gián đoạn. Cậu ta chỉ đến xé tờ giấy quảng cáo trong tủ đồ cá nhân rồi bỏ đi. Vài ngày trước, Louis đã đến tìm và giết tên đại ca của băng đảng Shisugumi. Đến lúc bọn chúng phát hiện Lui là ứng cử viên ta thì có ý định muốn cậu về làm đại ca thế chỗ cho tên đại ca vừa mới chết. Louis kề súng vào cổ mình định tự tử chứ nhất quyết không làm tay sai cho loài ăn thịt. Mai thay một tên nhanh chóng đẩy được cây súng ra ngoài mới cứu được Louis thoát chết. Đến khi cậu tỉnh lại thì các thành viên của băng đảng đã quy tụ đầy đủ để bàn chuyện hợp tác. Sau đó bọn họ mời Louis ăn thịt để thắt chặt tình hữu nghị và làm quen với văn hóa ăn thịt của chúng. Louis là một loài ăn cỏ nên cơ thể có phản ứng nôn nhưng cậu vẫn cố gắng để kìm lại. Tỏ vẻ cố gắng vì nếu lựa chọn ăn miếng thịt thì cậu phải làm tay sai cho chúng nhưng vẫn có cơ hội sống sót và trả thù còn không ăn thì cậu sẽ có kết cục như miếng thịt trên bàn vậy. cuối cùng louis lựa chọn ăn miếng thịt châu đó. trong lúc này đội kịch đón thêm thành viên mới là pina. dù là thành viên mới nhưng tên này cũng cứng cựa lắm. dám cà khịa động vật ăn cỏ có nhan sắc xinh đẹp hơn động vật ăn thịt. điều này khiến bill rất tức giận chỉ muốn nghiền nát pina. lego si tập hợp các bạn ăn thịt lại để bàn bạc về việc bọn họ thuộc dạng bị tình nghi trong vụ án của tem. Lego si muốn xóa tan nghi ngờ của mọi người đối với loài ăn thịt nên muốn các bạn cùng nhau bảo vệ động vật ăn cỏ, phải trở thành biểu tượng của sự bình an. Nhưng từ lâu bọn họ đã coi trọng loài ăn cỏ rồi, Lego si lúc này được giác ngộ. Biết điều mình đang làm là thừa thãi, bỗng nhiên Bill lại xoáy sâu vào chuyện tình yêu của cậu và Hazu. Nhưng thực ra đêm đó bọn họ chỉ nằm chung giường chứ không có điều gì xảy ra cả. Nghe xong các bạn cho rằng việc Lego si ở bên Hazu chỉ giống như thương hại động vật ăn cỏ hơn là tình yêu. Lego si nghe xong thì liền kiếm Hazu để nói chuyện. Khi cậu nắm tay Ha thì cậu biết chính xác đây là tình cảm nam nữ và cậu muốn bảo vệ cho người con gái này. Lego si nói với Ha rằng dù cậu biết cô vẫn còn tình cảm với Louis nhưng từ bây giờ bản thân sẽ bảo vệ cô từ xa. Cách nói này như một lời tỏ tình dành cho Ha Nói xong Lego si rời khỏi nơi đó và ngồi bần thần dưới gốc cây suy nghĩ về tình cảm này mà không để ý có bóng ai đó to lớn đang đứng phía sau cậu. Lego si bị tấn công và bị đánh dã man bởi một tên lạ mặt. Ký ức với tem cứ hiện hữu mãi trong đầu cậu đa số những người bạn thân của lego si đều là động vật ăn cỏ dù bị đánh nhưng cậu vẫn vùng lên bảo vệ chính kiến của mình báo đáp sự tử tế của các bạn ăn cỏ bản thân đang bị cảm nhưng lego si vẫn cố gắng hít mùi để xem người tấn công mình là ai cậu thề rằng mình phải nhớ mùi này cho kỹ để có thể bắt thủ phạm hoặc có thể tìm ra manh mối về cái chết của tem nhận được điện thoại cầu cứu của lego si giác nhanh chóng chạy đến chỗ lego si bởi vì bị thương rất nặng nên lego si nhờ giác thông báo với giáo viên rằng mình tạm thời nghỉ học vì chăm bà ốm cậu phải rời khỏi trường vì có thể cậu sẽ bị tên đó tìm đến và giết hại giác rất buồn vì lego si cứ tỏ ra mạnh mẽ xa cách giác chỉ muốn cậu mở lòng và chia sẻ những khó khăn với các bạn nhưng lego si vẫn lựa chọn bỏ đi cậu đi đến khu chợ đen để tìm gặp gohin để xin anh ấy nhận mình làm đồ đệ lego si kể hết cho gohin nghe về chuyện đã xảy ra trong trường và cả vụ mình bị tấn công hôm nay cậu muốn gohin dạy cho mình cách chiến đấu và trở nên mạnh mẽ hơn để có thể ứng phó được với tình huống xấu gohin thẳng thừng từ chối vì vốn dĩ anh là bác sĩ tâm lý ở chợ đen nếu có cậu ở cạnh thì sẽ cản trở anh làm việc sở dĩ anh ấy lo lắng như vậy là vì băng shisugumi có tên đại ca bị lego si hạ giờ đang cố lấy lại vị thế ở chợ đen chúng mà thấy lego si ra vào đây để rèn luyện thì sẽ đến cho cậu sơi đan cũng không chừng lego si nhất quyết bảo mình sẽ cố gắng ẩn mình không cho tụi kia biết và nhất quyết phải tìm ra hung thủ chứ không đứng ngoài nhìn nữa thấy thế gohin liền cho cậu nếm mùi thực hiện nghi lễ tuyên thệ của luật ngầm ở chợ đen Tại dạp hát rừng xanh, ở nơi này, vũ công càng thoát y thì khách ăn thịt đều gầm lên đầy thích thú. Để ngăn ngừa mấy vị khách ăn thịt mất lý trí ăn mất vũ công thì ông chủ liền để cái lồng để bảo vệ. Không ngờ lúc vũ công ăn cỏ lên biểu diễn thì cái lồng lại bị tháo xuống. Một vị khách hổ nhào lên sân khấu định ăn tươi nuốt sống vũ công, cũng may là băng Shisugami xuất hiện kịp thời ngăn chăn. Băng của bọn họ thành công kéo thêm được khách hàng hợp tác khiến cho băng Shisugami có thêm mối quan hệ và ngày càng mở rộng địa bàn hơn. Louis từ khi đến làm đại ca ở đây thì phải nhập ra tùy tục cùng anh em. Nhưng anh làm không thể dung nạp thứ thịt đó vào người được. Để duy trì được sự sống, anh phải uống nước tăng lực. Phờ Di nhận thấy Louis có phần gầy và yếu đi nên Phờ Di đã đưa cho anh phần salad để anh có nhiều năng lượng điều hành băng đảng. Đột nhiên đàn em vào thông báo có một người sói trẻ đến tìm gặp Louis, đó chính là Juno. Juno đến gặp Louis để hỏi về lý do anh ấy gia nhập băng đảng này và cố thuyết phục để Louis quay trở lại trường. Sở dĩ cô kiếm được anh đang ở đâu là nhớ đến câu nói của Louis ở hôm trước lễ hội. Anh dằn vặt vì mình không đủ sức mạnh để bảo vệ người mình thương thì lên sân khấu chẳng có ích lợi gì cả. Anh hổ thẹn khi bản thân được phong là anh hùng ở trường học. Vai trò của Louis là giấu sự thật sau tấm màn và trở thành biểu tượng cho đạo đức và công lý nhưng anh từ bỏ vị trí đó, bị chìm ngập trong dối trá và yếu đuối. Louis đã không còn hợp với trường học nữa. Anh muốn trở nên mạnh hơn theo đúng nghĩa thật nhất của mạnh. Các thành viên trong Shisugumi cũng phải đấu tranh mỗi ngày với bản năng của chính họ. Trò chuyện cùng với Juno khiến Louis cảm thấy rất vui, nhưng cuối cùng Juno vẫn không thể thuyết phục được Louis. Cô cho rằng việc anh thay đổi là vì xã hội bắt mình phải thay đổi để thích ứng với điều kiện xung quanh. Nhưng vốn dĩ mọi sự quyết định là do bản thân chọn lựa. Sáng hôm sau, các bạn đang nháo nhào về thông tin Lego si nghỉ học thì đột nhiên cậu xuất hiện với bộ dạng khác khiến các bạn cảm thấy lạ lẫm. Lego si đến thông báo với mọi người ở đội kịch rằng ban đêm mình bận đi chăm bà bệnh nên muốn nhờ mọi người lo giúp mình việc lau chùi sự thay đổi này của lego si khiến cho mọi người cảm thấy thích thú hơn trông cậu có vẻ sáng sủa và tươi mới thực ra ban đêm lego si đến chỗ gohin để luyện tập trước tiên phải rèn luyện việc không để bản thân mình mất lý trí trước việc thèm thịt mặc dù việc này khiến cậu khổ sở vô cùng nhưng nó sẽ dẫn dắt cậu đến một giai đoạn mới dù cho cơ thể xanh sao cực khổ vì thiếu thịt để cung cấp năng lượng nhưng cậu vẫn không từ bỏ để có thể bảo vệ loài vật ăn cỏ Pina chê bai ngoại hình của lego si gần đây trông xấu kinh có lẽ nào cậu đang bị bệnh tâm thần không vì đột nhiên cậu cắt lông và giảm cân lego si bỏ qua lời hỏi han của pina và tập trung vào nhiệm vụ giới thiệu nhà kho của câu lạc bộ rồi hướng dẫn cậu ấy vài công việc hậu trường pina tiện thể hỏi lego si có bạn gái chưa nhìn sắc mặt đỏ chín của lego si thì pina biết ngay là cậu có thích bạn nào đó nên chạy theo hỏi cho bằng được đột nhiên pina bảo lego si dạy mình về tình yêu tại sao phải trung thủy đối với pina thì cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên đạo đức đâu giúp được điều gì nếu như Lego Si có ăn thịt mình thì Pina cũng không trách cậu, ở ăn rồi biết gì đâu mà trách. Sau đó Pina thử thách sự kìm chế của Lego Si bằng cách tắt hết điện rồi thách cậu ấy ăn mình nhưng Lego Si đã đạt đến cảnh giới ghét thịt nên đành bỏ đi. Phía bên này, Louis đến đưa cho bố Oguma đơn xin thôi học rồi tuyên bố hai bố con nên cắt đứt mối quan hệ. Vốn dĩ ông ấy mua Louis về từ chợ đen và muốn anh trở thành món hàng để kiếm tiền, thực ra anh rất ngưỡng mộ bố mình, vì hiện tại bản thân là đại ca của băng Shisugumi nên không muốn ông bị liên lụy. Đối với một người đáng tuổi con của mình thì cha của Louis cảm thấy anh đang làm trò hề trước mặt mình. Suốt một thời gian dài, ông cũng chẳng biết làm sao để có tình cảm với một cậu bé mà bản thân dùng tiền mua về. Rồi giờ bọn họ phải nói chuyện với nhau bằng họng súng. Thì những xung đột cảm xúc suốt 13 năm làm ông ấy thích thú. Nếu bây giờ cậu bắn ông ấy thì cậu sẽ mang cái danh đứa con hư nên ông chủ tập đoàn suy sụp và tự sát. Việc đe dọa ông ấy chỉ mang lại sự bất lợi cho Louis. Sau đó, anh và cô Vũ Công ở dạp hát hẹn nhau, bọn họ cùng nhau uống nước rau củ. Ly nước này như cứu sống Louis, Vũ Công cũng hiểu cảm giác của Louis, cô phải mất 8 năm mới thích nghi được cuộc sống ở chợ đen, nhưng cô sẵn sàng sống cả đời ở đây, xét cho cùng thì ở đây là thiên đường cho thú ăn thịt và địa ngục cho thú ăn cỏ. Louis bây giờ cũng đã quá muộn để quay đầu lại, anh đã quyết định về phe bóng tối này. Phía bên này Lego Si đang tìm manh mối về tên đã tấn công cậu vào đêm hôm trước, thế là cậu đi gặp từng người để xác nhận. Đầu tiên cậu gặp Juno và mở lời muốn xem răng của cô ấy. Juno tưởng rằng cờ rớt đang có tình cảm với mình nên đã miễn cưỡng há miệng cho cậu xem, khiến cho khán giả xung quanh xem cũng thấy kỳ lạ với kiểu tán tỉnh mới này. Khi biết được Lego si chỉ muốn xem răng nanh giữa con đực và con cái thì Juno rất tức giận. Đã một tuần từ khi Lego si bắt đầu nhục tọa thiền, cậu tâm sự với Gohin rằng người mà cậu thích duy nhất là Hazu, dạo này đây Pina cũng gia nhập câu lạc bộ, mặc dù bản thân rất mệt mỏi với việc luyện tập. Sau đó, Lego si vác đống thịt rất nặng mùi, cả mũi lẫn bụng cậu đều không bị kích thích bởi gáng nặng này hóa ra lego si vác xác những thú ăn cỏ ra biển để mai táng họ vốn dĩ anh biết tên là vì bản thân đi mua thịt để về luyện tập lego si thành công được gohin công nhận đã vượt qua ải thứ nhất hôm sau khi lego si đang ở thư viện để ôn tập cho kỳ thi thì ha du xuất hiện chất vấn cậu tự dưng mất tâm rồi không liên lạc với mình trong một thời gian dài lego si cũng trả lời với ha du rằng mình chỉ đang tìm cách để mạnh hơn thôi việc mình làm khó có thể nói ra hết cho cô nghe được nhưng chung quy lại thì mục đích vẫn là bảo vệ an toàn cho thú ăn cỏ. Đột nhiên Lego Si hỏi Hazu có cưới mình không. Lego Si chưa tỏ tình chưa hẹn hò mà đã nhảy cóc tới mối quan hệ cưới hỏi khiến cho Hazu cảm thấy cậu thật ích kỷ và lố bịch. Những lời nói của Hazu khiến cho Lego Si suy nghĩ mãi không thôi. Phía bên câu lạc bộ đang cùng nhau dọn dẹp thứ gì đó, khi Bill và Tao gắng sức bê thùng đồ không nổi, một bạn gấu ăn cỏ liền bưng lên phát một. Bill bảo thú ăn thịt mạnh ở bộ răng nhưng các bạn không tin nên cậu ta đã rủ mọi người chơi trò chơi chứng minh sức mạnh để có thể tìm ra hung thủ nên Legosi đã tham gia trò kéo co bằng hàm. Không ngờ người đã từng có kỷ lục mạnh như cậu mà bây giờ chỉ trong vòng một nốt nhạc Bill đã hạ gục được cậu. Trong lúc bọn họ chuẩn bị cho buổi diễn kịch thì Kibi lăn xuống sàn vì bị tao vô tình làm đứt tay. Mọi người đều hốt hoảng, thật ra cũng không bất thường khi thú ăn thịt bị mất kiểm soát sức mạnh và làm thú ăn cỏ bị trọng thương. Với sự tiến bộ của kỹ thuật ghép nối, nếu nhanh thì có thể gắn lại tay của Kibi, Legosi và giết liền đưa Kibi đi bệnh viện. Tao bây giờ rất khủng hoảng và tự trách, hơn nữa cậu sợ mọi người sẽ nhìn cậu và nghi ngờ cậu là thủ phạm ăn thịt tem zit và lego si cũng cảm thấy đổ mồ hôi hột vì tự cảm giác như họ tấn công kibi vậy đột nhiên lego si nghiêm túc hỏi tội zit có phải ăn thịt tem hay không zit cũng không chối mà đi thẳng vào vấn đề rằng mình đã mất tự chủ khi ăn tem rồi zit liền mài móng trên tường tính khô máu với lego si để bịt bí mật này đột nhiên pina xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ Thực ra cậu ấy đến đây là để can dự chuyện này, những kẻ khiến thú ăn thịt phát điên và tỉnh táo chỉ có động vật ăn cỏ thôi. Sau đó bọn họ cùng nhau đến thư viện để bàn bạc, giết tính giết người diệt khẩu. Pina bình tĩnh bảo rằng nếu giết giết mình thì cảnh sát sẽ vào cuộc. Giết cứng họng không nói được gì và rất tức giận bởi vì chuyện Kibi bị thương nên trường học ra thông báo sẽ tách riêng hoàn toàn học sinh ăn cỏ và ăn thịt ra. Câu lạc bộ kịch cũng sẽ bị giải thể sau một tháng nữa. Bill buồn bã đi trong sân trường thì gặp El. Biết được Bill chấp nhận cho việc này thì El rất thất vọng vốn dĩ cô biết cậu đã bí mật mua thịt thú ăn cỏ ở chợ đen mọi người đều biết là cậu ăn thịt nhưng bản chất của bill rất tốt cậu tinh tế bảo vệ mọi người trong câu lạc bộ điều quan trọng nhất bây giờ là tình bạn của họ trong câu lạc bộ nhìn thấy eo khổ sở hét lên đuối sức để thuyết phục mình như vậy khiến bill rất cảm động cậu quyết định biểu tình để giữ lại câu lạc bộ đêm đó dít lại nằm mơ thấy ác mộng và vô thức cào rách gối đầu cậu đau như búa bổ vì bị tác dụng phụ của thuốc những con gấu cao hơn 2 mét phải dùng thuốc để gây teo cơ, sức mạnh quá khủng khiếp của gấu bị xem là mối đe dọa. Làm thế để tránh tai nạn nghiêm trọng, đây cũng là sự sỉ nhục khi phải sử dụng nó mỗi đêm. Mật ong là thứ có thể áp chế được các triệu chứng. Vốn dĩ ai cũng xem rít là gấu lớn tốt bụng thích mật ong trừ tem, tem có thể nhìn được mặt trái của rít. Thế là rít thoải mái chia sẻ bí mật của mình với tem, rít rất sợ phải nói sự thật cho mọi người. Nếu họ biết cậu áp chế sức mạnh bằng thuốc thì họ sẽ sợ hãi, nhưng việc chia sẻ khó khăn với tem đã giúp cho rít cảm thấy nhẹ nhõm hơn cậu đã không cần phải uống mật ong để áp chế và cũng không cần phải uống thuốc. cậu muốn thân thiện với tem bằng con người thật của chính mình. Vào buổi tối trăng máu đó, người của giết dạo này không dùng thuốc nên có vẻ bị phù. và điều tồi tệ rốt cuộc đã tới, giết không kìm chế được sức mạnh nên vô tình ăn thịt của tem. kể từ khi giết ăn tem đến giờ thì cậu đã hoàn toàn bị mất vị giác. mặc dù tem cho phép giết ăn thịt mình và cậu chắc là chú gấu duy nhất đã có tình bạn thật sự với thú ăn cỏ. giết hồi tưởng lại ngày hôm đó. Nhưng rồi cậu giật mình trước câu nói của Legosi bởi vì Legosi đã nói rằng bản thân sẽ tiếp tục ngăn chặn chuyện ăn tươi nuốt sống và nghiền nát Zit vì tem. Zit lo lắng Legosi sẽ nói ra sự thật và cuộc đời của bản thân cậu sẽ bị phá hủy nên giết quyết định sẽ trừ khử Legosi và Pina. Trong khi đó, Legosi đang trên giảng đường và Hazu tìm gặp cậu ấy để tỏ tình so với Louis giống như con nít, luôn bất an và ngoan cố, vô tâm mà lúc nào cũng có vẻ cô đơn. Thì Legosi dù nhỏ tuổi nhưng đôi khi lại rất trưởng thành, tử tế và đáng tin cậy. Hazu mở miệng bảo yêu Lego si nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Lui. Ủa alo là yêu dữ chưa? Tự nhiên Lego si cảm thấy mình như người thay thế vậy. Pina bị bạn gái đá vì gọi nhầm tên khiến cậu bị ăn tát. Khi đang trong nhà vệ sinh chấn chỉnh lại bản thân thì Zit xuất hiện dần mặt cậu và Lego si hãy để. Cho mình được sống bình an đừng có hành động gì ngu ngốc nếu không thì sẽ ăn thịt Pina và xử lý Lego si. Pina bị Zit cắn ngón tay thì sợ hãi ngã lăn ra đất. Nhưng cậu cảm thấy chẳng phiền khi nằm trên sàn nhà vệ sinh. Khao khát sống của cậu bây giờ rất mãnh liệt, sau đó Pina bước vào buổi diễn tập. Vai diễn của cậu có kết cục rằng cậu sẽ chết lúc đối thoại với Juno. Pina có nhìn xuống dưới khán đài, cậu đã đổi lời thoại phút cuối. Muốn thì cứ giết, bản thân sẽ không sợ ai đâu. Rồi xuống dưới vỗ vai Zit như một lời dằn mặt rằng Zit có giết thì cậu ta cũng méo sợ. Legosi sau khi nghe Pina kể chuyện thì cảm thấy rất lo lắng cho Pina. Còn Pina vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì lớn lao. Legosi chạy vội về hướng tủ đồ để lấy thư của Pina thì giết xuất hiện đập đầu cậu vào tường. Khi nhìn vào mắt Lego Si, Zit biết được rằng cậu khác với những bạn cùng loài. Đột nhiên đầu Zit đau như búa bổ vì tác dụng của thuốc teo cơ. Lego Si vội tới giật lấy mật ong rồi ném đi. Cậu muốn Zit bộc phát con người thật của mình. Rồi hai người lao vào đánh nhau. Lego Si bị Zit đánh chảy máu đầu nên cậu không thể nhìn thấy được Zit để tấn công. Zit lợi dụng thời cơ lôi Lego C ra nhà vệ sinh để có thể chiến đấu mà không bị ai thấy. Đột nhiên có cô lao công lên tiếng ngăn cản trận ẩu đả. Zit cũng vì vậy mà quay ngoắt 180 độ. Tâm trạng bỗng trở nên ôn hòa dịu dàng, bây giờ là thời điểm không hợp lý để chấm dứt mối hận thù này nên họ hẹn đêm giao thừa để đánh nhau. Nhờ có sự chỉ đạo của Lui mà thu nhập của Shisugumi gần bằng thời Hoàng Kim rồi. Nguồn thu nhập chính của họ là ngà voi làm dược liệu có lẽ nó đang bị trộm trong quá trình chất hàng nên Lui cho người đi điều tra. Lego, Si và Gohin đang nấp trên cao, hôm nay bọn họ sẽ xử lý những kẻ nghiện ăn thịt linh dương. Lego si nhờ vào phương pháp tấn công chuyên biệt theo loài mà anh Go Hin dạy nên đã nhanh chóng xử lý được hai tên. Lego si đã nhanh nhạy hơn rất nhiều nhưng cậu vẫn thấy mình chưa đủ mạnh. Go Hin nhìn thấy được sự áp lực của cậu nên anh đã khuyên cậu hãy kết đồng minh để có thể hợp sức lại chị giết. Nhưng đồng minh của cậu là Louis. Lego si không biết kiếm anh ở đâu. Trời ơi cùng khu chợ đen mà không giáp mặt đúng là phim mà. Đột nhiên bệnh nhân của Go Hin đến để lấy thuốc. Cô ấy đã giết chết và ăn thịt hai chồn xương nên rơi vào khủng hoảng. Nhưng bây giờ đã phục hồi rất tốt anh ấy không đưa bệnh nhân của mình cho cảnh sát, bởi vì anh cũng nghĩ đến bản năng của họ, nhưng những người đó cũng đã rất khổ sở và thấy hối hận. Vậy nên anh ấy muốn giúp họ an ủi những nỗi đau đó. Phía bên này, tao đến thăm Kibi, tao đã bị trường học đình chỉ sau vụ đáng tiếc đó. Kibi tha thứ cho cậu, tao hạnh phúc đến nỗi phát khóc vì được Kibi thấu hiểu. Bọn họ lại trở thành những người bạn thân thiết của nhau. si bị đàn em của Louis bắt được khi ngăn chặn họ thu thập ngà voi. Hai người bạn lâu ngày gặp lại nhau trong tình huống khó xử này. Bởi vì gặp lại Louis mừng quá nên Lego Si không ngừng vẫy đuôi. Louis nhìn thấy dưới sàn có hai miếng thịt nên hiểu lầm rằng Lego Si đạo đức giả khi ở trường tỏ vẻ là bạn với thú ăn cỏ nhưng lại chạy đến chợ đen để mua thịt ăn. Louis muốn xem con người thật của Lego Si nên mời cậu về địa bàn của mình để vạch trần bộ mặt giả dối của Lego Si, nhưng Lego Si nói mình là cáo và chỉ ăn đậu hũ mà thôi. Lúc bọn họ ở riêng với nhau, Lego Si ôm chầm lấy Louis và vẫy đuôi vì quá vui mừng. Louis cũng cảm thấy trên người Lego Si không có mùi thịt. Lego si cảm thấy rất tội lỗi vì cho rằng Louis đi đến bước đường này là do mình. Louis có vẻ rất giận khi Lego si ngủ với bạn gái mình mà còn dám ôm lấy mình nữa. Nhưng Lego si đã nói Hazu đang chờ anh trở về. Lego si lo lắng rủ Louis hãy bỏ trốn khỏi đây vì lo cho sự an nguy của anh. Nhưng Louis từ chối, lúc này đám đàn em đã chỉa mũi súng vào người Lego si. Cậu nhanh chóng bắt lấy Louis làm con tin rồi thì thầm với Louis việc mình đã biết ai là thủ phạm giết tem. Trường học cần sức mạnh và phẩm giá của Louis, nói rồi Lego Si nhảy xuống trốn thoát. Hôm sau, câu lạc bộ cũng biết về việc Kibi cử động được, giết là kẻ đã ăn thịt bạn mình lại dở giọng đạo lý. Dù tao không chỉ vô ý làm Kibi bị thương nhưng cậu ta nói vậy để khích cho Lego Si tức giận khiến mọi người nhìn thấy và chê trách Lego Si. Đột nhiên Pina xuất hiện ngầm ngăn chặn Lego Si mất kiểm soát và phá hư mọi chuyện khi chưa có bằng chứng. Giết nhìn hai người họ thân thiết với nhau chống đối lại mình mà tức giận khủng khiếp, Sela cùng đám bạn ăn cỏ của mình chụp hình với nhau. Bức hình có cả thú ăn thịt và ăn cỏ sẽ hấp dẫn mọi người, lý do thú ăn cỏ thường lo lắng về suy nghĩ của người khác là bởi bản năng tự vệ của họ. Thứ mà thú ăn thịt chẳng hiểu nổi, Juno khuyên Sela cũng nên cho thú ăn cỏ chụp hình cùng thú ăn thịt. Thế là Sela mời Bích đi chơi cùng mình, hai người họ dần dần thu hẹp khoảng cách với nhau. Bích cũng cảm thấy được tình cảm của Sela với mình, phía bên này. Legosi và Gohin lại đi xử lý mấy tên linh cẩu vằn nghiện thịt. Tên linh cẩu vằn đó dù đã ăn thịt rồi nhưng vẫn chưa thỏa mãn trừ khi tự tay giết con mồi, tên đó gặm lên tay của lego si nhưng cậu không hề hấn gì lego si biết sức mạnh của cậu không chỉ xuất phát từ hàm mà sử dụng tứ chi để tấn công thế là tên linh cẩu vằn bị lego si dạy cho một bài học chuyển cảnh sanu đang giao vai chính cho juno dù không muốn nhưng juno vẫn cố gắng nhận vai juno luôn cảm thấy sượng chân khi nhìn thấy hazu thế là cô liền đi theo hazu đi đến một nơi nơi này đã xuống cấp từ lâu đột nhiên hazu mở cửa ra thấy juno thế là hazu liền kéo juno vào cùng nhau làm vườn Juno không ngờ có ngày mình lại đi trồng vườn với tình địch, phải chăng sự cần cù chăm chỉ của Hazu thu hút Lego si sao. Trong lúc Hazu đi lấy thêm dụng cụ thì xém nữa cô bị hộp đồ trên cao rơi xuống người, may mà có Juno đỡ kịp. Juno cũng không ngại nói ý nghĩ của mình cho Hazu nghe, có lẽ Lego si thích Haji là vì cô nhỏ nhắn và không thể bị bỏ mặc một mình. Một người con gái mạnh mẽ như Juno chắc có lẽ không được cờ rớt yêu thích, dù vậy Juno vẫn không thể ghét bỏ được Hazu vì Hazu rất thân thiện và tốt bụng. Trước khi đi, Juno nói với Haju rằng Louis đang rất lo lắng cho Haju nên Haju hãy liên lạc với anh ấy đi. Còn Louis đang nhớ lại những ký ức lúc ở bên Haju thì đột nhiên bị Ibuki gọi dậy. Bọn họ có một giao dịch mua bán với một tên cá sấu cai man cùng với một khách hàng cao tuổi. Ông ấy muốn ân ái với vợ trước khi chết nên lấy cái đó của con trai gắn vào. Đối với những việc làm tàn ác như thế này Louis đã quen rồi. Tất cả bọn họ đều là lũ hèn bệ rạch dần trong xã hội. Ibuki cũng hiểu được tâm trạng của Louis. Điện thoại của Louis reo lên. Anh hít một hơi rồi không ngần ngại thả điện thoại xuống. Cuộc gọi đến chính là của Hazu, người con gái mà anh yêu nhất. si và Gohin đi bắt côn trùng để ăn, giúp cho Legoshi nạp đạm để có thêm sức mạnh. Côn trùng càng chân thật với tự nhiên thì người ta càng thấy khó ăn nó. Đối với Legoshi, tước đi mạng sống của nó giống như một ác mộng. Cậu chậm chậm bỏ nó vào mồm nhai và cảm nhận sự ngon trong miệng đang tan chảy. Rồi Legoshi như bị rơi vào không gian ảo nói chuyện với con ngài đó. Cậu xin lỗi nó vì bất đắc dĩ phải ăn nó cậu chấp nhận bị trừng phạt và nguyền rủa nhưng đối với côn trùng những điều này chả có ý nghĩa gì bởi vì chúng nó tôn trọng sự sống ăn nghĩa là thông hiểu tôn trọng và đón nhận linh hồn độc nhất vô nhị trước khi linh hồn nó rời đi nó đã yêu cầu lego si hãy sống thật nghiêm túc với linh hồn và xương máu của nó đang chảy trong người cậu hóa ra lego si đã ngất đi sau khi ăn con nhộng đó nhưng lego si cảm thấy rất chân thật và như được giác ngộ về chân lý sống lego si đi tìm lui ở quán bar lui cùng ibuki đang mở lòng trò chuyện và tâm sự đợi ibuki đi vệ sinh Lego si đi đến ngồi cạnh Louis, vừa quay qua một cái Louis đã trố mắt nhìn. Lego si giả gái thành một vũ nữ, trời ơi cú tui cú tui. Ibuki thì cảm thấy gu của đại ca mình thật là bá đạo. Thôi nghiêm túc lại nè, Lego si nói cho Louis việc giết là thủ phạm. Cậu muốn chiến đấu với Zit. Lego si nhìn trực diện Louis để xin ý kiến. Nhìn mặt Lego si làm Louis dù có muốn gồng nghiêm túc cũng không nhịn cười nổi. Điều này làm cho Lego si cảm thấy mình được ủng hộ dù ban đầu Louis phản đối cậu chiến đấu với Zit. Trước khi rời đi, Legoshi mong Louis sẽ tới vào ngày hai người họ chiến đấu. Đêm giao thừa đã đến, Pina đến tìm Guts để dụ cậu ta khai ra việc ăn thịt tem vốn bộc phát hay đã có ý định từ trước, nhưng không may là Guts biết được trước Pina đã đặt máy quay phim nên đã đến phá nát máy quay. Trong khi đó, Legoshi đã chuẩn bị mọi thứ trước khi thi đấu, nhờ có Gohin mà Legoshi mới có được ngày hôm nay. Cậu chào tạm biệt thầy mình rồi đi đến điểm hẹn. Thực ra, Ibuki luôn kính nể Louis. Mặc dù anh ta vốn là vua sư tử, anh ta vốn đã sống rất ngông cuồng và sung sướng khi bản thân trở nên đáng sợ so với người khác, nhưng khi gặp Louis, nhìn vào ánh mắt kiên định của Louis khiến Ibuki cảm thấy Louis là người rất đặc biệt. Khoảng thời gian ở bên cạnh Louis là khoảng thời gian mà Ibuki cảm thấy thoải mái nhất. Đột nhiên Ibuki trở nên nham hiểm và đáng sợ, sau đó đi vào trong đường hầm tăm tối, như một ngõ cụt không có sự sống dành cho bọn họ, bởi vì Louis nói mình sẽ rời Sisugumi nên việc đối đầu với đại ca của mình là điều mà Ibuki phải làm thực ra Di đã hứa với ibuki nếu như anh ấy mất kiểm soát và muốn ăn thịt louis thì Di sẽ bắn anh ấy cái chết của ibuki giống việc cắt đứt mối liên kết giữa louis và Shisagumi vậy lúc này zid đang đứng trước mặt legoshi mà khoe khoang rằng mình đã nuốt chửng pina vào bụng rồi nhưng tên gấu đó không biết rằng legoshi có thể đạt đến cảnh giới người mùi hương salak saler pina đang ở một bãi rác dưới cầu vượt và đang bị trói lại Zit chỉ đang nói dối để khích cho Lego Si tức giận mà thôi, Lego Si và Zit nhanh chóng lao vào cuộc chơi. Lego Si cố gắng kìm nén cơn đau, dạy đời cho Zit biết trên đời này thịt không phải là thứ quan trọng, mà chỉ có tôn trọng sự sống mới chính là điều đúng đắn nhất. Rút lời, một đống côn trùng phát sáng từ cơ thể của Lego Si tấn công xung quanh Zit. Zit nhấc bổng Lego Si lên vẫn cứng đầu cho rằng bản thân đánh cậu là để bảo vệ tình bạn của mình với Tem. Đột nhiên Lego Si muốn nghỉ giải lao tám chuyện về câu chuyện tình bạn của Tem và Zit. Tối hôm đó Tem đã nói với Zit rằng thú ăn thịt bọn họ đều là quái vật. Nhưng Zit chả thấy sốc gì, vốn dĩ Zit đã biến việc ăn thịt Tem là một ký ức đẹp. Ôm nhau đó nhận đồ đó, tự dưng nghe được lời tâm sự của Zit. Lego si đồng cảm vì nếu không có người khác giúp, có lẽ cậu đã ăn thịt Hazu vì tình yêu cháy bỏng dành cho cô. Hiện thực bây giờ thì Zit đã không thể quay đầu được nữa rồi, khi cậu ta định tấn công Lego si thì Louis xuất hiện. Zit như phát điên chạy đến chỗ Louis nhưng Lego si nhanh chóng đến cho Zit một cước rồi Louis đưa cậu tránh nạn. Nhưng si cảm thấy cần phải chịu trách nhiệm cho sức mạnh của mình. Cả hai bọn họ đang thể hiện lối sống thú ăn thịt của riêng mình. Louis dù miệng nói ra những lời lạnh lùng nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Trước đây để mạnh mẽ hơn và sinh tồn, anh đã lao đời vào tội phạm, cuối cùng lại hy sinh người mà anh yêu quý đó là Ibuki. Louis lúc này mới công nhận si thật mạnh mẽ chứ không yếu đuối như anh. Anh chẳng muốn mất thêm cả si nữa, nên anh quyết định để si ăn mình lấy sức chiến đấu. Dù bản thân đã rèn luyện để trở thành một con sói vô hại nhưng Louis hết sức cống hiến bản thân để Lego Si có thể chiến đấu. Sau đó, Lego Si đã trở lại với bộ dạng chó sói ác độc. Thực ra Lego Si chỉ ăn một phần chân của Louis mà thôi. Sau đó cả hai động vật ăn thịt mạnh nhất lao vào chiến đấu với nhau. Những lời nói của Louis dành cho Lego Si khiến cho Zit cảm thấy tình bạn của mình và Tem chẳng được gì. Hai người Louis và Lego Si luôn có một mối liên kết vững chắc và càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Zit hối hận khi Tem còn sống đã không nói lời cảm ơn với bạn mình. Zik cuối cùng cũng hiểu được sự tồn tại giữa thú ăn thịt và thú ăn cỏ, cậu ta cũng biết được lỗi sai của mình. Lego si cảm ơn Louis vì bữa ăn thịt cuối cùng của mình là anh, lời nguyền do nanh của thú ăn thịt chỉ có thể bị phá bởi nanh thú ăn thịt. Chỉ có bản thân mỗi người phải tự biết tiết chế điều gì nên làm và không nên làm mà thôi, cuối cùng thì kẻ thù ác phải trả giá cho những lỗi lầm của mình.